Học hành kiểu gì đấy con? Xem thằng Tuấn ở bên cạnh kia. Nhìn nó mà học tập. Suốt ngày chỉ chơi game thôi. Nhưng mà xem cái này cơ. Nhưng mà chị xem trước rồi. Mẹ ơi, chị vẫn là con. Nhung, con nhường cho em đi. Nhưng mà con đang xem mà. Thì lúc khác con xem cũng được chứ sao? Em nó thì còn nhỏ, mình là chị, mình phải nhường cho em chứ. Sao lúc nào mẹ cũng bênh em thế? Con cũng là con của mẹ cơ mà. Bố dạy con đánh bạn như thế hả? Là nó gây sự với con trước. Thế còn dám cãi à? Con xin lỗi bạn nhanh lên, nếu không thì đừng có trách đấy. Con chẳng làm gì sai cả, sai phải xin lỗi. Trước khi bước vào nội dung thường lệ của buổi họp phụ huynh, cô giáo mời các bố mẹ làm một bài kiểm tra nhỏ ạ. Thằng cu nhà tôi thì có vẻ thích học tiếng Anh. Tôi sắm cho nó hẳn một con smartphone để có thể tra từ điển được, tìm tòi thông tin trên mạng. Nhưng mà ngay trường học hành vẫn là đẹp lắm. Bé con nhà em ý thì thích xem hoạt hình của Disney, còn con bé út thì thích xem ca nhạc. Nhiều lúc hai đứa nó tranh nhau cái điều khiển TV mà em đau hết cả đầu. Thằng bé nhà tôi thì cũng thích mấy robot mô hình trong mấy phim hành động. Tôi cũng mua cho nó nhiều lắm, nhưng đôi khi cũng chính vì thế mà nó lại gây ra rắc rối. Thời gian đã hết, cảm phiền các anh chị có thể dừng bút được rồi ạ. Mỗi bài kiểm tra sẽ có một đáp án khác nhau, và đáp án này do chính con của các anh chị đưa ra. Những phụ huynh nào có đáp án đúng trên 50% ạ? Vậy trên 75% ạ? Thế có ai đúng tất không ạ? Thật ra tôi cũng không phải là một người bố giỏi giang hay là vĩ đại gì. Tôi cũng chỉ là một người bố bình thường như bao người bố khác mà thôi. Tôi thích được ngắm nhìn con bé lớn lên từng ngày, thích được bên cạnh và chỉ cho nó những bài học đầu tiên. Và cũng tự hào khi thấy con mình biết mạnh mẽ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Công việc bận rộn đôi lúc khiến tôi không thể dành được nhiều thời gian cho con. Ôi ông ơi, anh em nghỉ tay đi, em có bia nhở? Thôi để khi khác ông ạ. Thôi đi trước ạ. Đi nhá. Con nhắm mắt vào đi. Rồi có quà cho con này. Wow, cảm ơn bố. Cũng không thể cho con được thứ gì to tát ngoài những niềm vui đơn giản, bình thường. Những lúc bên cạnh, tôi có cơ hội quan sát và hiểu rõ con hơn. Khi con cau mày, tôi biết con đang gặp phải một bài toán khó. Tôi cũng không rành về công nghệ. Lúc con bé tra cứu các thứ trên mạng, tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng tôi biết, khi con bé mỉm cười, nghĩa là nó đã tìm ra kết quả mà nó đang trông đợi. Quái vật đây à. Được bên cạnh, nhìn thấy con vui vẻ, bình an, lớn khôn từng ngày. Con đứng ở yên đấy. Với tôi, như vậy đã là hạnh phúc. Và cũng nhờ thế mà tôi có cơ hội để thấu hiểu con hơn. Ôi, để làm thế thì bố đang bận. Mình là chị, mình phải nhường cho em chứ. Bố dạy con đánh bạn như thế hả? Thôi để làm thế thì bố đang bận. Sao
sao thế con? Có chuyện gì đấy? Thông qua bài kiểm tra này, chúng tôi hy vọng các bố mẹ hãy quan tâm và lắng nghe con mình nhiều hơn. Hãy đồng hành và chia sẻ với con mọi điều trong cuộc sống để có thể thấu hiểu và yêu thương các con bằng tình cảm bao dung của các bậc làm cha, làm mẹ. Thank you.